Hai, trả lời Pháp Thập Trụ. Phật tử, Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm phổ hiền. Những gì là 10? Đó là phát tâm đại từ, vì cứu hộ tất cả chúng sinh. Phát tâm đại bi, vì thế tất cả chúng sinh chịu khổ. Phát tâm thí tất cả, vì đều xả bỏ hết thảy. Phát tâm nhớ nhất thiết trí làm đầu, vì thích cầu tất cả Phật Pháp. Phát tâm công đức trang nghiêm, vì học tất cả Bồ Tát hạnh. Phát tâm như kim cang, vì tất cả nơi thọ sinh không quên mất. Phát tâm như biển, vì tất cả pháp trắng tịnh đều chảy vào. Phát tâm như núi chúa lớn, vì tất cả lợi ác đều nhẫn thọ. Phát tâm an ổn, vì bố thí cho tất cả chúng sinh không sợ hãi. Phát tâm bát nhã ba la mật chốt giáo, vì khéo quan sát tất cả pháp không chỗ có. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sớm được thành tự trí phổ hiền khéo léo. Bồ Tát phổ hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử. Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm phổ hiền. Những gì là 10? Đó là một, phát tâm đại từ vì cứu hộ tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Tâm đại từ tức là vô duyên đại từ, ban cho chúng sinh tất cả sự an vui. Hai, phát tâm đại bi vì thay thế tất cả chúng sinh chịu khổ thọ nạn, tâm cảm tình nguyện mà không lời than oán. Tâm đại bi tức là đồng thể đại bi, nhổ sạch tất cả sự thống khổ của chúng sinh. Ba, phát tâm thí tất cả vì đều xả bỏ hết thảy nội tài và ngoại tài, tuyệt đối không có tư tưởng xẻn tiếp, càng không có xí đồ cầu đền đáp. 4. Phát tâm nhớ nhất thiết trí làm đầu, vì thích cầu tất cả Phật Pháp. 5. Phát tâm công đức trang nghiêm, vì học tất cả hạnh Bồ Tát tu. 6. Phát tâm như kim cang, vì tất cả nơi thọ sinh không quên mất nhân duyên đời trước. 7. Phát tâm như biển, vì tất cả pháp trắng tịnh đều chảy vào. 8. Phát tâm như núi chúa lớn, vì tất cả lời ác đều nhẫn thọ nơi tâm. 9. Phát tâm an ổn, vì bố thí cho tất cả chúng sinh không sợ hãi. 10. Phát tâm bát nhã ba la mật chốt giáo, vì khéo quan sát tất cả pháp không chỗ có. Đó là 10 pháp phát tâm phổ hiền của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sớm được thành tựu trí phổ hiền khéo léo. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp hạnh phổ hiền. Những gì là 10? Đó là nguyện trụ pháp hạnh phổ hiền tất cả kiếp vị lai, nguyện cúng dường cung kính tất cả chư Phật vị lai pháp hạnh phổ hiền, nguyện đặt để tất cả chúng sinh nơi hạnh Bồ Tát phổ hiền pháp hạnh phổ hiền, nguyện tích tập tất cả căn lành pháp hạnh phổ hiền, nguyện vào tất cả ba la mật pháp hạnh phổ hiền, nguyện đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh pháp hạnh phổ hiền, nguyện trang nghiêm tất cả thế giới pháp hạnh phổ hiền, nguyện sinh tất cả cõi Phật pháp hạnh phổ hiền, nguyện khéo quan sát tất cả pháp hạnh phổ hiền, nguyện đời tất cả cõi nước Phật thành vô thượng Bồ Đề pháp hạnh phổ hiền. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát xiển tu pháp này thì sớm sẽ được đầy đủ hạnh nguyện phổ hiền. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp hạnh phổ hiền. Những gì là 10? Đó là một, nguyện trụ tu pháp hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu ở trong tất cả kiếp vị lai. 2. Nguyện cúng dường cung kính tất cả chư Phật vị lai tu hành pháp hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu. 3. Nguyện đặt để tất cả chúng sinh nơi hạnh Bồ Tát phổ hiền tu hành pháp hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu. 4. Nguyện tích tập tất cả căn lành, vì hết thảy chúng sinh hồi hướng, dùng thân của chúng sinh làm thân, dùng tâm của chúng sinh làm tâm, dùng ý của chúng sinh làm ý, giống như đại nguyện của Bồ Tát phổ hiền phát ra tận hư không khắp pháp giới, tu pháp vô tận này. 5. Nguyện vào sâu tất cả ba la mật tu hành pháp hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu. 6. Nguyện đầy đủ vạn hạnh của tất cả Bồ Tát tu, tu hành hạnh pháp của Bồ Tát phổ hiền tu. 7. Nguyện trang nghiêm tất cả thế giới tu hành pháp hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu. 8. Nguyện sinh tất cả cõi Phật tu hành pháp hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu. 9. Nguyện khéo quan sát tất cả pháp, chiếu rõ tất cả pháp, tu hành pháp hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu. 10. Nguyện ở tại tất cả cõi nước chư Phật, thành tựu vô thượng Bồ Đề, tu hành pháp hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu. Đó là 10 pháp hạnh phổ hiền. Nếu tất cả Bồ Tát xin tu pháp này thì sớm dễ được đầy đủ đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát phổ hiền. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng 10 pháp quán chúng sinh mà khởi đại bi. Những gì là 10? Đó là quán sát chúng sinh không chỗ nương tựa mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh tánh không điều thuận mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh bần cùng không có căn lành mà khởi đại bi,
quan sát chúng sinh ngủ mãi đêm dài mà khởi đại bi, quan sát chúng sinh hành pháp bất thiện mà khởi đại bi, quan sát chúng sinh bị dục trói buộc mà khởi đại bi, quan sát chúng sinh chìm đắm trong biển sinh tử mà khởi đại bi, quan sát chúng sinh mãi mang bệnh khổ mà khởi đại bi, quan sát chúng sinh không muốn pháp lành mà khởi đại bi, quan sát chúng sinh mất các Phật pháp mà khởi đại bi, đó là 10. Bồ Tát luôn dùng tâm này để quan sát chúng sinh. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát dùng 10 pháp quán chúng sinh mà khởi đại bi. Những gì là 10? Đó là 1. Quan sát chúng sinh không chỗ nương nhờ, chẳng có ai đến hộ trì họ mà khởi tâm đại bi, nguyện làm chỗ nương nhờ của chúng sinh. Đó là tâm đại bi khởi lên, tức cũng là biểu hiện của tâm Bồ Đề. 2. Quan sát chúng sinh tánh không điều thuận. Tại sao tánh không điều thuận? Nói một cách đơn giản là không nghe lời. Dạy họ đi về hướng Nam, họ lại đi về hướng Bắc. Kêu họ đi về hướng Đông, họ lại đi về hướng Tây. Lại có thể nói là tánh tình khó dạy, cứng đầu, chuyên môn, làm phiền đến người khác, khiến cho họ không vui. Giống như trong đạo tràng, mọi người bình an vô sự, tĩnh tâm tu đạo, nhưng họ cố ý gây sự, làm cho mọi người khởi phiền não, hoặc vô duyên vô cớ nổi giận, hoặc làm chướng ngại người khác tu hành. Những hành vi đó đều là tánh không điều thuận. Tánh không điều thuận tức là căng cường. Nếu căng cường có lý trí thì không có gì để nói, chỉ sợ rằng căng cường vô lý trí thì chính mình mê còn không biết, còn cho rằng người khác cũng mê, chính mình ngu si chẳng muốn người khác có trí huệ. Đó là tánh đố kỵ chướng ngại đàm tạc quái. Chúng ta mọi người cùng tu ở tại Vạn Phật Thành, đó là nhân duyên nhiều đời, cùng nhau tụ lại một nơi để tu tập Phật pháp, nỗ lực siêng học, không nên bỏ qua cơ hội tốt, cho nên mọi sự đều làm cho tốt, làm lành. Đừng giống như Atula thường nổi giận với mọi người, khiến cho mọi người khởi phản cảm. Phải biết rằng nổi giận đối với người và mình đều không có lợi ích gì, chỉ có hại. Do đó có câu: một niệm tâm sân nổi lên, trăm vạn cửa chướng đều mở ra. Tu đạo là tu cái gì? Tức là tu tánh phải điều thuận. Điều tức là điều hòa, thuận là nhu thuận, tức cũng là không ngỗ nghịch. Không ngỗ nghịch tức là không nổi nóng, giống như con cái chẳng nghe lời cha mẹ dạy bảo, đó là con cái ngỗ nghịch bất hiếu. Làm đồ đệ không nghe lời thầy dạy bảo, đó gọi là nghịch đồ. Nếu tánh điều thuận thì những vấn đề này chẳng còn nữa. Nhưng Bồ Tát gặp chúng sinh tánh chẳng điều thuận, vẫn sinh khởi tâm đại bi, tha thứ cho chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh, bằng không thì làm sao xưng là Bồ Tát. 3. Bồ Tát lại quan sát tất cả chúng sinh, chẳng có một chút căn lành nào, lại chúng sinh đó chẳng dễ gì hóa độ, nhưng Bồ Tát vẫn sinh khởi tâm đại bi, vẫn đến cứu khổ chúng sinh đó, khiến cho họ được an lạc. 4. Bồ Tát lại quan sát tất cả chúng sinh ngủ mãi đêm dài chẳng biết thức tỉnh, luôn bị trôi nổi ở trong vô minh, cũng chẳng sinh trí huệ, ở trong đường mê bồi hồi, chẳng biết cách thoát khỏi. Cho nên Bồ Tát sinh khởi tâm đại bi, cứu chúng sinh chẳng biết giác ngộ, thoát khỏi biển khổ, sớm lên bờ bên kia. 5. Bồ Tát lại quan sát chúng sinh chuyên làm pháp bất thiện, cho nên làm gì cũng đều là tạo nghiệp ác. Thường thường sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói theo rẻ, nói hại lưỡi, chửi mắng, uống rượu, sàn tham, sân hận, ngu si, vân vân, đó đều là pháp bất thiện. Bồ Tát thấy loại chúng sinh đó mà khởi tâm đại bi, trợ giúp chúng sinh cải ác hướng thiện. 6. Bồ Tát lại quan sát tất cả chúng sinh bị dục trói buộc, nhất là tư tưởng dâm dục là ác nhất. Mỗi cử chỉ hành động không lìa khỏi cảnh giới sáu trần, suốt ngày cứ lay chuyển ở trong sáu căn và sáu trần, chạy theo cảnh giới chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Có người cảm thấy mình rất là thông minh, bất cứ làm việc gì cũng đều hiểu biết, nhưng chỉ có một việc không minh bạch, không rõ ràng. Đó là việc gì? Tức là dục niệm của mình sinh ra, có dục niệm tồn tại thì không thể được giải thoát. Tại sao? Vì bị dục ràng buộc, chẳng được tự tại. Lưới dục này không dễ gì phá được, do đó nên bị chuyển tới chuyển lui ở trong sáu nẻo luân hồi, tìm chẳng được lối thoát ra, chẳng thoát khỏi vòng luân hồi, chẳng phá được cửa ải sinh tử. Đó là bị dục trói buộc. Các vị hãy xem trên thế gian này, có bao nhiêu người bị dục làm mê, có người bị dục niệm làm thân bại danh liệt, rồi tự tử để cầu giải thoát, đó là quan niệm sai lầm. Tự tử rồi có giải quyết được vấn đề chăng? Không thể giải quyết,
chẳng những không thể giải quyết, ngược lại càng trói buộc càng sâu. Tương lai biến thành chim bồ câu, biến thành chim uyên ương, còn chẳng biết giác ngộ, vẫn ở trong niệm dâm. Bạn hãy xem phim, xem chim uyên ương, thường ở chung với nhau, không giây phút nào lìa nhau. Do đó có câu, đi thì cùng đi, ngủ thì cùng ngủ, nhìn thì cùng nhìn, nghe thì cùng nghe. Đó là bị lưới dục trói buộc, nương tựa sống với nhau mãi mãi không chia lìa. Bồ Tát thấy loại chúng sinh đó rất là đáng thương. Khi làm người thì không biết đoạn dục khử ái, bây giờ làm chim sẻ vẫn còn mê muội như thế. Cho nên sinh khởi tâm đại bi khiến cho họ quay đầu. Do đó có câu, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. 7. Bồ Tát lại quan sát chúng sinh trôi nổi trong biển sinh tử, nổi lên chìm xuống không có kỳ hạn, thoát cốt như núi, dài nhục như biển. Bồ Tát đối với loại chúng sinh này sinh khởi tâm đại bi để cứu độ họ thoát khỏi biển khổ. 8. Bồ Tát lại quan sát tất cả chúng sinh mãi mang bệnh khổ. Người già có bệnh của người già, người lớn có bệnh của người lớn, người trẻ có bệnh của người trẻ. Tóm lại, đều có bệnh khổ, nhất là hiện tại chứng bệnh ung thư hoành hành. Chẳng mang da trẻ bé lớn, mang chứng bệnh bất trị này giống như mang án tử hình, khiến cho con người rất là lo sợ. Bồ Tát thấy loại chúng sinh này mà sinh khởi tâm đại bi. 9. Bồ Tát lại quan sát tất cả chúng sinh, không muốn làm pháp lành mà khởi tâm đại bi, khuyên bảo chúng sinh đừng tham cầu khoái lạc năm dục, phải thấu được tài sắc danh ăn và ngủ là năm con đường vào địa ngục. Bất cứ tham ái một dục nào trong năm dục đều là cửa hướng đến địa ngục. 10. Bồ Tát lại quan sát tất cả chúng sinh, quên mất tất cả Phật pháp mà chẳng chịu tu hành. Bồ Tát vì loại chúng sinh này mà khởi tâm đại bi, khiến cho chúng sinh y giáo phụng hành, y pháp tu hành. Đó là 10 pháp khởi tâm đại bi của Bồ Tát. Bồ Tát luôn dùng tâm này để quan sát tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát Bồ Đề tâm tu vô thượng đạo. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 nhân duyên phát Bồ Đề tâm. Những gì là 10? Đó là vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề tâm, vì trừ diệt các khổ của tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề tâm, vì ban cho tất cả chúng sinh đầy đủ an lạc mà phát Bồ Đề tâm, vì đoạn trừ ngu si của tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề tâm, vì ban cho tất cả chúng sinh Phật trí mà phát Bồ Đề tâm, vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề tâm, vì tùy thuận giáo hóa của Như Lai khiến Phật hoan hỷ mà phát Bồ Đề tâm, vì thấy tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt mà phát Bồ Đề tâm, vì vào trí huệ rộng lớn của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề tâm, vì hiển hiện lực vô sở úy của chư Phật mà phát Bồ Đề tâm. Đó là 10. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 nhân duyên phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch là giác đạo. Giác là giác ngộ, có trí huệ. Đạo là con đường, đi trên con đường của người có trí huệ tu hành. Người ngu si thì không giác, có tâm ích kỷ lợi mình. Người có trí huệ thì giác, có tâm tự lợi, lợi tha. Bồ Đề tâm tức là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Tức cũng là học tập tâm giác ngộ. Những gì là 10? Đó là 1. Vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề tâm, khiến cho chúng sinh chưa có căn lành, liền trồng căn lành. Chúng sinh đã gieo trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng. Chúng sinh căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục. Chúng sinh căn lành đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Do đó có câu, muốn làm công việc được tốt thì trước hết phải có dụng cụ. Dụng cụ của Bồ Tát giáo hóa điều phục chúng sinh tức là trí huệ. Trước hết phải phát Bồ Đề tâm, phát rồi sẽ đắc được đại trí huệ. Có trí huệ rồi thì mới có thể giáo hóa chúng sinh, mới có thể điều phục chúng sinh. Nếu không có trí huệ thì không thể làm gì được, càng không thể nói đến điều phục chúng sinh khó giáo hóa. 2. Bồ Tát vì trừ diệt các khổ của tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề tâm. 3. Bồ Tát vì ban cho tất cả chúng sinh đầy đủ an lạc mà phát Bồ Đề tâm. 4. Bồ Tát vì đoạn trừ ngu si của tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề tâm. 5. Bồ Tát vì ban cho tất cả chúng sinh Phật trí mà phát Bồ Đề tâm. 6. Bồ Tát vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề tâm. 7. Bồ Tát vì tùy thuận giáo pháp tu hành của Như Lai nói, khiến cho mười phương chư Phật hoan hỷ mà phát Bồ Đề tâm. 8. Bồ Tát vì thấy tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt mà phát Bồ Đề tâm. 9. Bồ Tát vì vào trí huệ rộng lớn của tất cả chư Phật
mà phát Bồ Đề Tâm. 10. Bồ Tát vị hiện hiện lực vô sở uy hiếp của chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm. Đó là 10 nhân duyên phát Bồ Đề Tâm của Bồ Tát. Phật tử, nếu Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề Tâm để ngộ vào trí nhất thiết trí, thì gần gũi cúng dường thiện trí thức, nên khởi 10 thứ tâm. Những gì là 10? Đó là khởi tâm cung cấp hầu hạ, tâm hoan hỷ, tâm không trái, tâm tùy thuận, tâm không cầu gì khác, tâm một hướng, tâm đồng căn lành, tâm đồng nguyện, tâm như lai, tâm hạnh đồng viên mãn. Đó là 10. Các vị Phật tử, nếu như Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề Tâm để ngộ vào trí huệ nhất thiết trí, thì gần gũi cúng dường thiện trí thức, nên sinh khởi 10 thứ tâm. Những gì là 10? Đó là 1. Khởi tâm cung cấp hầu hạ, tức là đem thân tâm của mình bố thí cho Phật giáo, tức cũng là hiến thân cho Phật giáo, hộ trì Phật Pháp Tăng Tam Bảo, vì Phật giáo mà làm tất cả mọi sự việc. 2. Tâm hoan hỷ. Nếu muốn có trí huệ thì phải sinh tâm hoan hỷ. Tâm có phiền não thì có ngu si. 3. Tâm không trái. Chẳng trái với Phật, chẳng trái với Pháp, chẳng trái với Tăng. Phải tôn trọng Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Đó là tâm không trái. 4. Tâm tùy thuận. Tức là tùy thuận thiện trí thức mà mình tôn kính, chẳng có tơ hào tâm hoài nghi. 5. Tâm không cầu gì khác. Tức là chẳng có tâm xí đổ, chẳng phải cúng dường Tam Bảo, hy vọng tương lai thành Phật, hoặc mong cầu Tam Bảo bảo hộ, vạn sự như ý, hoặc khai đại trí huệ, hoặc được phước báo lớn. Tóm lại, phàm là có sở cầu, tức là có dục vọng nghĩ tưởng khác, những mong cầu này chẳng hợp lý, những sự cầu mong đó chẳng có ích lợi gì. 6. Tâm một hướng, tức là tâm chuyên nhất, tu học, Phật Pháp, bất cứ làm việc gì, đều chuyên tâm nhất trí mới có sự thành tựu, do đó có câu, chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. 7. Tâm đồng căn lành, tức là người khác có căn lành, giống như mình có căn lành. Người khác có trí nhớ tốt, có biện tài vô ngại, có đại trí huệ, cũng giống như mình có trí nhớ tốt, có biện tài vô ngại, có đại trí huệ. Phải có tư tưởng như thế, ta với người đồng thể chẳng có tâm phân biệt, không thể thấy người ta giỏi, bèn sinh tâm đố kỵ. Người học Phật Pháp kỵ nhất là có tâm đố kỵ. Nếu có tâm đố kỵ, thì căn lành không thể nào tăng trưởng, hạt giống bồ đề sẽ khô héo đi. Trong đạo tràng không thể sinh tâm đố kỵ, người tại gia không thể phê bình người xuất gia. Nếu nói ra lỗi lầm của người khác thì tương lai chắc chắn xếp đọa vào địa ngục cắt lưỡi, nhất là người thọ Bồ Tát giới. Chuyện nói lỗi của bốn chúng, đây là tập khí xấu nhất, không thể chấp nhận được. Bất cứ vị nào nếu có mau bệnh này thì phải mau sửa đổi, không thể đã sai lại càng sai, phải hồi quang phản chiếu. Nếu có thì phải mau sửa đổi lỗi trước, bằng không chẳng cách trì cứu vãn. 8. Tâm đồng nguyện. Người nào đó phát đại nguyện, cảm thấy đồng với tâm nguyện của mình. 9. Tâm như lai. Phải thành tựu tâm Phật. Tâm Phật tức là từ bi hỷ xả, 4 tâm vô lượng. 10. Tâm hạnh đồng viên mãn. Phải tu hạnh viên mãn, có tâm này thì tất cả đều thành tựu viên mãn. Đó là 10 thứ tâm của Bồ Tát phát khởi. Phật tử, nếu Đại Bồ Tát khởi tâm như vậy thì sẽ được 10 pháp thành tịnh. Những gì là 10? Đó là thâm tâm thanh tịnh vì đến nơi rốt ráo, sắc thân thanh tịnh vì tùy theo sở nghi mà thị hiện, âm thanh thanh tịnh vì thấu đạt tất cả các ngôn ngữ, biện tài thanh tịnh vì khéo nói vô biên các Phật pháp, trí huệ thanh tịnh vì xả lìa tất cả ngu si đen tối, thọ sinh thanh tịnh vì đầy đủ lực tự tại của Bồ Tát, quyến thuộc thanh tịnh vì thành tựu chúng sinh đồng tu hành các căn lành trong quá khứ, quả báo thanh tịnh vì trừ diệt tất cả các nghiệp chướng, đại nguyện thanh tịnh vì với các Bồ Tát tánh không hai, các hạnh thanh tịnh vì nhờ thừa phổ hiền mà thoát khỏi. Đó là 10. Các vị Phật tử, nếu Đại Bồ Tát sinh khởi tâm như vậy thì sẽ được 10 pháp thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là một thâm tâm thanh tịnh, chẳng còn ý niệm nhiễm ô, đến nơi rốt ráo không thất bại, thành tựu quả vị Phật. 2. Sắc thân thanh tịnh. Sắc thân vốn là hạt giống bất tịnh mà sinh, nhưng khiến cho nó thanh tịnh, chẳng còn nhiễm ô xen tạp nữa, tùy theo sở nghi mà thị hiện. 3. Âm thanh thanh tịnh. Người tu hành phải giữ gìn âm thanh thanh tịnh. Âm thanh có thanh tịnh hay không thì hãy xem người đó có giữ giới thanh tịnh hay không, thấu rõ thông đạt tất cả các ngôn ngữ. 4. Biện tài thanh tịnh.
Biện tài có bốn. A. Pháp vô ngại biện, pháp là Phật pháp, pháp nói ra đều là đạo, khiến cho bạn không cách chi biện luận thắng lợi được. B. Nghĩa vô ngại biện, nghĩa là nghĩa lý, ngài thấu rõ nghĩa chân thật của Như Lai nói, khiến cho bạn cam bái hạ phong, không thể nào vặn ngược nghĩa lý của ngài. C. Từ vô ngại biện, lời của ngài nói ra câu câu đều là chân lý, chữ chữ khế hợp với đạo pháp, không cách chi biện luận với ngài được. Đề nhạo thuyết vô ngại biện, nhạo thuyết nghĩa là hoan hỷ nói, bất cứ nói pháp gì cũng đều thao thao bất tuyệt, có cảnh giới hoa trời rơi xuống, dưới đất vọt hoa sen, nhưng đều là pháp thanh tịnh, chẳng có sự cường từ đoạt lý, nói ra lời nào cũng có đạo lý, khiến cho người nghe có cảm giác hứng thú, tuyệt đối chẳng nói ra những lời vô lý, dùng lý luận chánh quyết để dễ nói vô biên pháp môn của tất cả chư Phật đã nói. Năm trí huệ thanh tịnh, có trí huệ quang minh rồi sẽ chiếu phá tất cả vô si đen tối. 6. Thọ sinh thanh tịnh, giống như lão hòa thượng Hư Vân, khi ngài sinh ra là một bọc thịt hình tròn, đó là mặc y phục để thọ sinh. Bồ Tát từ bát địa trở lên khi thọ sinh mới có cảnh giới đó, đầy đủ lực nhậm vận tự tại của Bồ Tát. 7. Quyến thuộc thanh tịnh, người một nhà đều tin Phật, trở thành gia đình đệ tử Phật, mọi người đều hòa thuận, chẳng có hiện tượng tranh cãi. Vì thành tựu chúng sinh đồng tu hành, gieo xuống các căn lành trong quá khứ. 8. Quả báo thanh tịnh, vì hay trừ diệt hết sạch tất cả các nghiệp chướng. 9. Đại nguyện thanh tịnh, đại nguyện phát ra đặc biệt thanh tịnh và tự tại với tất cả Bồ Tát đều là một. 10. Các hạnh thanh tịnh, tù lục độ vạn hạnh rất thanh tịnh, vì nhờ thừa của Bồ Tát Phổ Hiền mà thoát khỏi ba cõi, đó là 10 pháp thanh tịnh của Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 ba la mật, những gì là 10? Đó là bố thí ba la mật, vì đều xả bỏ hết tất cả sở hữu. Giới ba la mật, vì thanh tịnh giới của Phật. Nhẫn ba la mật, vì trụ nhẫn của Phật. Tinh tấn ba la mật, vì làm tất cả những gì đều không thối truyền. Thiền ba la mật, vì nhớ một cảnh. Bát nhã ba la mật, vì quan sát tất cả các pháp như thật. Trí ba la mật, vì vào Phật lực. Nguyện ba la mật, vì đầy đủ các đại nguyện của Phổ Hiền. Thần thông ba la mật, thì vì thị hiện tất cả tự tại dụng, pháp ba la mật, vì vào khắp tất cả các Phật pháp, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ được đầy đủ vô thượng đại trí ba la mật của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp ba la mật, những gì là 10? Đó là một bố thí ba la mật, bố thí có 3 loại. A. Bố thí tài, cùng có nội tài, đầu mắt tùy não và ngoại tài, đất nước vợ con. B. Bố thí pháp, tức là giảng kinh thuyết pháp, khiến cho người nghe thấu hiểu đại ý Phật pháp, y pháp tu hành. Do đó, trong các sự bố thí, pháp thí là hơn hết. Đem pháp bố thí cho người khác là bố thí cao thượng nhất. C. Bố thí vô ý, nếu có người phát sinh tâm sợ hãi, phải dùng lời hay tốt để an ủi họ, khiến cho họ chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa, hy sinh tất cả để giúp đỡ họ giải quyết mọi sự khó khăn. Bố thí tức là xả bỏ hết thảy tất cả tài vật, chẳng còn tư tưởng xả bỏ chẳng được. 2. Trì giới ba la mật, giới có 5 giới, giới cơ bản, 8 giới, giới bát quan trai, 10 giới, giới sa di, 10 giới trọng, 48 giới khinh, giới bồ tát, 250 giới, giới tỳ kheo, 348 giới, giới tỳ kheo ni. Tóm lại, giới là người ác phòng quấy, dạy người đừng làm ác mà làm thiện. Người học Phật nhất định phải giữ gìn giới luật. Hay giữ giới luật thì sẽ đến được cảnh giới vô ngã, tất cả đều thanh tịnh. Chúng ta người học Phật phải luôn luôn giữ gìn thanh tịnh giới luật của Phật. 3. Nhẫn ba la mật. Nhẫn gồm có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh, pháp nhẫn. Sinh nhẫn là gì? Đối với tất cả chúng sinh phải nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Đối với tất cả pháp phải nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn là gì? Tức là chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt. Lúc đó nhẫn nơi tâm, do đó có câu, miệng muốn nói mà lời đã bật, tâm muốn duyên mà tư lự chẳng còn nữa. Đến cảnh giới không còn lời gì để nói, không còn tướng văn tự. Lúc đó cảnh giới không dễ gì nhẫn được, nhưng vẫn phải nhẫn mới là thượng sách. Do đó có câu, nhẫn là báu vô giá, mọi người xử không tốt, nếu hay dùng được nó, mọi việc đều sẽ tốt. Đó là nhẫn ba la mật, phải trụ ở trong nhẫn của Phật. Phật hay nhẫn được những điều mà người khác không nhẫn được.
Bốn, tinh tấn ba la mật. Ở trên đã nói về bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật. Dùng tinh tấn ba la mật để làm tiên sách mới có công hiệu. Bất cứ làm việc gì, phải dũng mãnh tinh tấn hướng về trước, đừng thối lùi về sau, không thể niệm trước muốn xuất gia, niệm sau thì muốn hoàn tục. Đó chẳng phải là hành vi của đại trượng phu. Năm, thiền định ba la mật. Phải tu tứ thiền bát định. Tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bát định là tứ thiền và tứ không xứ. Tứ không xứ là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, không vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Tứ thiền tại sắc giới, tứ không xứ tại vô sắc giới. Thiền là chuyên nhất một cảnh, tầm chẳng duyên ngoại. 6. Bát nhã ba la mật. Dùng diệu quán sát trí để quán sát tất cả các pháp. 7. Trí huệ ba la mật. Bồ Tát có trí huệ vào được 10 lực của Phật. 8. Nguyện ba la mật. Bồ Tát phát Bồ Đề nguyện đầy đủ 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. 9. Thần thông ba la mật. Bồ Tát có đủ thứ thần thông lực hay thị hiện tất cả thần thông diệu dụng tự tại. 10. Pháp ba la mật. Pháp tức là pháp phương tiện khéo léo, có thể vào khắp tất cả pháp của chư Phật nói để giáo hóa tất cả chúng sinh. Đó là 10 pháp ba la mật. Nếu tất cả Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ được đầy đủ vô thượng đại trí huệ ba la mật của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 trí tùy giác. Những gì là 10? Đó là trí tùy giác tất cả thế giới vô lượng khác biệt, trí tùy giác tất cả cõi chúng sinh không thể nghĩ bàn, trí tùy giác tất cả các pháp, một và đủ thứ vào một, trí tùy giác tất cả pháp giới rộng lớn, trí tùy giác tất cả hư không giới rốt ráo, trí tùy giác tất cả thế giới vào đời quá khứ, trí tùy giác tất cả thế giới vào đời vị lai, trí tùy giác tất cả thế giới vào đời hiện tại, trí tùy giác tất cả Như Lai vô lượng hạnh nguyện đều ở nơi một trí mà được viên mãn. Trí tùy giác ba đời chư Phật đều đồng một hạnh mà được thoát khỏi. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì được tất cả pháp tự tại quang minh sở nguyện đều viên mãn, trong khoảng một niệm đều hiểu rõ tất cả Phật pháp, thành đẳng chánh giác. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát có 10 trí tùy giác. Những gì là 10? Đó là một, trí huệ tùy sự giác ngộ tất cả thế giới có vô lượng khác biệt. 2. Trí huệ tùy sự giác ngộ tất cả cõi chúng sinh không thể nghĩ bàn, chúng sinh có thống khổ gì thì ứng dụng cái đó để độ thoát họ. 3. Trí huệ tùy sự giác ngộ tất cả các pháp, một và đủ thứ vào một. Do đó có câu, một gốc tán làm vạn thủ, vạn thủ quỳ về một gốc. 4. Trí huệ tùy sự giác ngộ tất cả pháp giới rộng lớn. 5. Trí huệ tùy sự giác ngộ tất cả hư không giới rốt ráo. 6. Trí huệ tùy sự giác ngộ tất cả thế giới vào đời quá khứ. 7. Trí huệ tùy sự giác ngộ tất cả thế giới vào đời vị lai. 8. Trí huệ tùy sự giác ngộ tất cả thế giới vào đời hiện tại. Cảnh giới này có thể vào với nhau, đời quá khứ có thể vào đời hiện tại, đời hiện tại có thể vào đời vị lai, đời vị lai có thể vào đời quá khứ, vào với nhau, hỗ tương vô ngại. 9. Trí huệ tùy sự giác ngộ tất cả Như Lai vô lượng hạnh nguyện đều ở nơi một trí mà được viên mãn. 10. Trí huệ tùy sự giác ngộ ba đời chư Phật đều đồng một hạnh mà được thoát khỏi. Đó là 10 trí huệ tùy sự giác ngộ của Bồ Tát. Nếu tất cả Bồ Tát an trụ trong pháp này thì được tất cả pháp tự tại quang minh sở nguyện đều viên mãn, trong khoảng một niệm đều hiểu rõ tất cả Phật pháp, thành đẳng chánh giác. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 pháp chứng biết. Những gì là 10? Đó là biết tất cả pháp là một tướng, biết tất cả pháp là vô lượng tướng, biết tất cả pháp trong một niệm, biết tất cả tâm hạnh chúng sinh vô ngại, biết tất cả chúng sinh các căn bình đẳng, biết tất cả chúng sinh phiền não tập khí hành, biết tất cả chúng sinh tâm sử hành, biết tất cả chúng sinh hạnh lành chẳng lành, biết tất cả Bồ Tát tu hành tự tại trụ trì giáo hóa, biết tất cả Như Lai đầy đủ 10 lực thành đẳng chánh giác. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được tất cả pháp phương tiện khéo léo. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát có 10 pháp chứng biết. Những gì là 10? Đó là 1. Biết tất cả pháp là một tướng vắng lặng bất động. 2. Biết tất cả pháp vô lượng tướng lại có vô lượng tướng trạng khác nhau. 3. Biết tất cả pháp trong một niệm có thể ngộ nhập. 4. Biết tất cả tâm hạnh chúng sinh vô ngại. 5. Biết tất cả chúng sinh các căn đều bình đẳng. 6. Biết tất cả chúng sinh phiền não và tập khí hành
có sâu, có cạn, có nhiều, có ít, đủ thứ sự khác nhau. 7. Biết tất cả tâm chúng sinh, có 10 triền và 10 sự hành. 10 triền đó là vô tạm, vô quý, đố kỵ, san tham, hối, thủy, miên, trạo cử, hôn trầm, sơn khỏe, phú. 10 sự đó là thần kiến, biên kiến, giới thủ, kiến thủ, tà kiến. Đây là 5 loại sự. Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi. Đây là 5 độn sự. 8. Biết tất cả chúng sinh, người nào có hạnh lành, người nào chẳng có hạnh lành. 9. Biết tất cả Bồ Tát tu hành, nhậm vận tự tại, trụ trì, giáo hóa. 10. Biết tất cả Như Lai, đầy đủ 10 lực, thành đẳng chánh giác. Đó là 10 pháp chứng biết, nếu tất cả Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ được tất cả pháp phương tiện khéo léo. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 lực. Những gì là 10? Đó là lực vào tự tánh của tất cả các pháp. Lực vào tự tánh của tất cả các pháp như biến hóa, lực vào tất cả pháp như huyễn, lực vào tất cả pháp đều là phải pháp. Lực này tất cả pháp không nhiễm trước, lực này tất cả pháp hiểu rõ thâm sâu, lực này tất cả thiện trí thức luôn không xả lìa tâm tôn trọng, lực khiến cho tất cả căn lành thuận đến trí vương vô thượng, lực đối với tất cả phật pháp tiên sâu không phỉ báng, lực khiến cho nhất thiết trí tâm không thối sự khéo léo. Đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đầy đủ các lực vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 lực. Những gì là 10? Đó là 1. Lực vào tự tánh của tất cả các pháp. 2. Lực vào tất cả các pháp như biến hóa. 3. Lực như huyễn vào tất cả pháp. 4. Lực vào tất cả pháp đều là Phật pháp. 5. Lực nơi tất cả pháp không nhiễm trước. 6. Lực nơi tất cả pháp hiểu rõ thâm sâu. 7. Lực nơi tất cả thiện trí thức luôn không xả lìa tâm tôn trọng. 8. Lực khiến cho tất cả căn lành thuận đến trí vương vô thượng. 9. Lực đối với tất cả Phật pháp tiền sâu không phỉ báng. 10. Lực khiến cho nhất thiết trí tâm không thối sự khéo léo. Đó là 10 lực của Bồ Tát. Nếu Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đầy đủ các lực vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự bình đẳng. Những gì là 10? Đó là đối với tất cả chúng sinh bình đẳng, tất cả pháp bình đẳng, tất cả cõi bình đẳng, tất cả thâm tâm bình đẳng, tất cả căn lành bình đẳng, tất cả Bồ Tát bình đẳng, tất cả nguyện bình đẳng, tất cả ba la mật bình đẳng, tất cả hạnh bình đẳng, tất cả Phật bình đẳng. Đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được pháp bình đẳng vô thượng của tất cả chư Phật. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp bình đẳng. Những gì là 10? Đó là 1. Đối với tất cả chúng sinh cũng bình đẳng. 2. Đối với tất cả pháp cũng bình đẳng. 3. Đối với tất cả cõi cũng bình đẳng. 4. Đối với tất cả thâm tâm cũng bình đẳng. 5. Đối với tất cả các lành cũng bình đẳng. 6. Đối với tất cả Bồ Tát cũng bình đẳng. 7. Đối với tất cả nguyện cũng bình đẳng. 8. Đối với tất cả ba la mật cũng bình đẳng. 9. Đối với tất cả hạnh cũng bình đẳng. 10. Đối với tất cả chư Phật cũng bình đẳng. Đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được pháp bình đẳng vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 câu Phật pháp thật nghĩa. Những gì là 10? Đó là tất cả pháp chỉ có danh, tất cả pháp như huyễn, tất cả pháp như hình bóng, tất cả pháp chỉ là duyên khởi, tất cả pháp nghiệp thanh tịnh, tất cả pháp chỉ là văn tự sở tác, tất cả pháp thật tế, tất cả pháp vô tướng, tất cả pháp đệ nhất nghĩa, tất cả pháp pháp giới. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ khép vào trí nhất thiết trí vô thượng trần thật nghĩa. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 câu Phật pháp thật nghĩa. Những gì là 10? Đó là một, tất cả pháp chỉ có là giả danh mà thôi, cũng chẳng có thật thể. 2. Tất cả pháp như huyễn hóa, hư vọng chẳng thật. 3. Tất cả pháp như hình bóng, chẳng phải là thể chân thật. Do đó có câu chẳng trong nước, hòa trong gương. 4. Tất cả pháp đều do nhân duyên mà sinh khởi, duyên khởi là không tánh. Do đó có câu các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. 5. Tất cả pháp nghiệp vốn là thanh tịnh, chẳng có sự nhiễm ô. 6. Tất cả pháp chỉ là văn tự sở tác. 7. Tất cả pháp là lý thể thật tế. 8. Tất cả pháp là vô tướng. 9. Tất cả pháp đều là đệ nhất nghĩa. 10. Tất cả pháp đều có pháp giới của nó, đó là 10 pháp. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ khéo vào trí nhất thiết trí vô thượng trần thật nghĩa. Phật tử, Đại Bồ Tát nói 10 thứ pháp. Những gì là 10? Đó là nói pháp thâm sâu, nói pháp rộng lớn, nói pháp các thứ, nói pháp nhất thiết trí,
nói pháp tùy thuận ba la mật, nói pháp sinh ra lực của Như Lai, nói pháp ba đời liên tục, nói pháp khiến cho Bồ Tát chẳng thối chuyển, nói pháp khen ngợi công đức của Phật, nói pháp tất cả Bồ Tát học sự bình đẳng của tất cả chư Phật, cảnh giới tương ưng của tất cả Như Lai, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được pháp khéo nói vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát nói 10 thứ pháp, những gì là 10? Đó là 1. Bồ Tát hành nói pháp thâm sâu, 2. Bồ Tát hành nói pháp rộng lớn, 3. Bồ Tát hành nói pháp các thứ, 4. Bồ Tát hành nói pháp nhất thiết trí, 5. Bồ Tát hay nói pháp tùy thuận ba la mật, 6. Bồ Tát hành nói pháp sinh ra 10 lực của Như Lai, 7. Bồ Tát hành nói pháp ba đời liên tục, 8. Bồ Tát hành nói pháp khiến cho Bồ Tát chẳng thối chuyển, 9. Bồ Tát hành nói pháp khen ngợi công đức của Phật, 10. Bồ Tát hành nói pháp tất cả Bồ Tát học sự bình đẳng của tất cả chư Phật, cảnh giới tương ưng của tất cả Như Lai, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được trí huệ khéo nói pháp vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp trì. Những gì là 10? Đó là chỉ tích tập tất cả căn lành phước đức, chỉ pháp của tất cả Như Lai nói, chỉ tất cả ví dụ, chỉ tất cả thú môn pháp lý, chỉ tất cả môn xuất sinh Đà La Ni, chỉ tất cả pháp trừ nghi hoặc, chỉ pháp thành tựu tất cả Bồ Tát, chỉ tất cả môn tam muội bình đẳng của Như Lai nói, chỉ tất cả môn pháp chiếu sáng, chỉ sức thần thông du hí của tất cả chư Phật, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được sức trụ trì đại trí vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp trì. Những gì là 10? Đó là 1. Phải thọ trì tích tập tất cả các lành phước đức, 2. Phải thọ trì pháp của tất cả Như Lai nói, 3. Phải thọ trì tất cả ví dụ, 4. Phải thọ trì tất cả thú môn pháp lý, 5. Phải thọ trì tất cả môn xuất sinh Đà La Ni, 6. Phải thọ trì tất cả pháp giải trừ nghi hoặc, 7. Phải thọ trì pháp thành tựu tất cả Bồ Tát, 8. Phải thọ trì tất cả môn tam muội bình đẳng của Như Lai nói, 9. Phải thọ trì tất cả môn pháp chiếu sáng, 10. Phải thọ trì sức thần thông du hí của tất cả chư Phật, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được sức trụ trì đại trí vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ biện tài. Những gì là 10? Đó là biện tài đối với tất cả pháp không phân biệt, biện tài đối với tất cả pháp không chỗ làm, biện tài đối với tất cả pháp không chấp trước, biện tài đối với tất cả pháp thấu đạt đều là không, biện tài đối với tất cả pháp không nghỉ hoặc và đen tối, biện tài đối với tất cả pháp được Phật gia bị, biện tài đối với tất cả pháp tự giác ngộ, biện tài khéo léo đối với tất cả pháp câu văn khác biệt, biện tài đối với tất cả pháp diễn nói đều chân thật, biện tài tùy theo tâm của tất cả chúng sinh khiến cho họ hoan hỉ, đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được biện tài khéo léo vi diệu vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ biện tài. Những gì là 10? Đó là 1. Biện tài đối với tất cả pháp không phân biệt, pháp vốn là vắng lặng, không có gì để phân biệt. 2. Biện tài đối với tất cả pháp không chỗ làm, pháp tự nhiên là vắng lặng, là không chẳng có thể tánh, cho nên chẳng có một kẻ nào làm. 3. Biện tài đối với tất cả pháp không có mọi sự chấp trước. 4. Biện tài đối với tất cả pháp thấu đạt đều là không. 5. Biện tài đối với tất cả pháp không nghi hoặc và đen tối. 6. Biện tài đối với tất cả pháp được Phật gia bị. 7. Biện tài đối với tất cả pháp tự mình giác ngộ, không do người khác dạy. 8. Biện tài khéo léo đối với tất cả pháp cầu văn khác biệt. 9. Biện tài đối với tất cả pháp diễn nói đều chân thật. 10. Biện tài tùy theo tâm của tất cả chúng sinh, nói tất cả pháp khiến cho tất cả đều hoan hỷ. Đó là 10 pháp biện tài. Nếu Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ được biện tài khéo léo vi diệu vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp tự tại. Những gì là 10? Đó là tự tại giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, tự tại chiếu khắp tất cả các pháp, tự tại tu tất cả hạnh căn lành, tự tại trí huệ rộng lớn, tự tại giới luật không chỗ nương, tự tại tất cả các lành hồi hướng bồ đề, tự tại tinh tấn không thối chuyển, tự tại trí huệ phá tan tất cả chúng ma, tự tại tùy theo sự ưa thích khiến cho phép bồ đề tâm, tự tại tùy sự ứng hóa hiện thành chánh giác, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được đại trí tự tại vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp tự tại. Những gì là 10? Đó là 1. Tự tại giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, 2. Tự tại chiếu khắp tất cả các pháp,
Ba tự tại tu tất cả hạnh căn lành, bốn tự tại trí huệ rộng lớn vô biên, năm tự tại giới luật không chỗ nương tựa, sáu tự tại tất cả căn lành hồi hướng bồ đề, bảy tự tại tinh tấn không thối chuyển, tám tự tại trí huệ phá tan tất cả chúng ma, chín tự tại tùy theo sự ưa thích khiến cho phát bồ đề tâm, 10 tự tại tùy sự ứng hóa chúng sinh mà hiện thành chánh giác, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được đại trí tự tại vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp không chấp. Những gì là 10? Đó là không chấp trước tất cả thế giới, không chấp trước tất cả chúng sinh, không chấp trước tất cả các pháp, không chấp trước tất cả việc làm, không chấp trước tất cả căn lành, không chấp trước tất cả nơi thọ sinh, không chấp trước tất cả các nguyện, không chấp trước tất cả các hạnh, không chấp trước tất cả Bồ Tát, không chấp trước tất cả chư Phật, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sớm sẽ chuyển được tất cả các nghĩ tưởng, đắc được trí huệ thanh tịnh vô thượng. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp không chấp. Những gì là 10? Đó là 1. Không chấp trước tất cả thế giới, 2. Không chấp trước tất cả chúng sinh, 3. Không chấp trước tất cả các pháp, 4. Không chấp trước tất cả việc làm, 5. Không chấp trước tất cả căn lành, 6. Không chấp trước tất cả nơi thọ sanh, 7. Không chấp trước tất cả các nguyện, 8. Không chấp trước tất cả các hạnh, 9. Không chấp trước tất cả Bồ Tát, 10. Không chấp trước tất cả chư Phật, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sớm sẽ chuyển được tất cả các nghĩ tưởng, đắc được trí huệ thanh tịnh vô thượng. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 tâm bình đẳng. Những gì là 10? Đó là tâm bình đẳng tích tập tất cả công đức, tâm bình đẳng phát tất cả thệ nguyện khác biệt, tâm bình đẳng đối với thân của tất cả chúng sinh, tâm bình đẳng đối với nghiệp báo của tất cả chúng sinh, tâm bình đẳng đối với tất cả pháp, tâm bình đẳng đối với tất cả cõi nước dơ sạch, tâm bình đẳng đối với sự hiểu biết của tất cả chúng sinh, tâm bình đẳng đối với tất cả hạnh không phân biệt, tâm bình đẳng đối với lực và vô úy của tất cả chư Phật, tâm bình đẳng đối với trí huệ của tất cả Như Lai, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được tâm đại bình đẳng vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 tâm bình đẳng. Những gì là 10? Đó là 1. Tâm bình đẳng tích tập tất cả công đức, 2. Tâm bình đẳng phát tất cả thệ nguyện khác biệt, 3. Tâm bình đẳng đối với thân của tất cả chúng sinh, 4. Tâm bình đẳng đối với nghiệp báo của tất cả chúng sinh, 5. Tâm bình đẳng đối với tất cả pháp, 6. Tâm bình đẳng đối với tất cả cõi nước dơ bẩn và cõi nước sạch sẽ, 7. Tâm bình đẳng đối với sự hiểu biết của tất cả chúng sinh, 8. Tâm bình đẳng đối với tất cả hạnh không phân biệt, 9. Tâm bình đẳng đối với lực và vô úy của tất cả chư Phật, 10. Tâm bình đẳng đối với trí huệ của tất cả Như Lai, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được tâm đại bình đẳng vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp sinh ra trí huệ. Những gì là 10? Đó là biết sự hiểu biết của tất cả chúng sinh sinh ra trí huệ, biết tất cả cõi Phật đủ thứ sự khác biệt sinh ra trí huệ, biết lưới 10 phương phần đều sinh ra trí huệ, biết tất cả thế giới úp ngửa sinh ra trí huệ, biết tất cả pháp một tánh tánh rộng lớn sinh ra trí huệ, biết tất cả các thứ thân sinh ra trí huệ, biết tất cả thế gian điên đảo vọng tưởng đều không chấp trước sinh ra trí huệ, biết tất cả pháp rốt ráo đều dùng một con đường thoát khỏi sinh ra trí huệ, biết thần được Như Lai hay vào tất cả pháp giới sinh ra trí huệ, biết ba đời tất cả chúng sinh giống Phật chẳng dứt sinh ra trí huệ, đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ pháp này thì nơi các pháp thảy đều thấu đạt. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp sinh ra trí huệ. Những gì là 10? Đó là 1. Biết sự hiểu biết của tất cả chúng sinh sinh ra trí huệ, 2. Biết tất cả cõi Phật đủ thứ sự khác biệt sinh ra trí huệ, 3. Biết lưới 10 phương phân đều sinh ra trí huệ, 4. Biết tất cả thế giới úp ngửa sinh ra trí huệ, 5. Biết tất cả pháp một tánh tánh rộng lớn sinh ra trí huệ, 6. Biết tất cả các thứ thân sinh ra trí huệ, 7. Biết tất cả thế gian điên đảo vọng tưởng đều không chấp trước sinh ra trí huệ, 8. Biết tất cả pháp rốt ráo đều dùng một con đường thoát khỏi sinh ra trí huệ, 9. Biết thần lực Như Lai hay vào tất cả pháp giới sinh ra trí huệ, 10. Biết ba đời tất cả chúng sinh đều có giống Phật chẳng dứt sinh ra trí huệ, đó là 10 pháp sinh ra trí huệ. Nếu Bồ Tát an trụ trong pháp này thì nơi các pháp thảy đều thấu rõ thông đạt. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp biến hóa. Những gì là 10?
Đó là tất cả chúng sinh biến hóa, tất cả thân biến hóa, tất cả cõi biến hóa, tất cả cúng dường biến hóa, tất cả âm thanh biến hóa, tất cả hạnh nguyện biến hóa, tất cả sự giáo hóa điều phục chúng sinh biến hóa, tất cả thành chánh giác biến hóa, tất cả thuyết pháp biến hóa, tất cả sự gia trì biến hóa, đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được đầy đủ tất cả pháp biến hóa vô thượng. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp biến hóa. Những gì là 10? Đó là 1. Tất cả chúng sinh hữu tưởng biến hóa. Tôi thường nói, đời trước của người Mỹ không nhất định là người Mỹ, cũng có thể là người Tàu, cũng có thể là người Nhật. Người Mỹ chết rồi có thể sinh vào nước Trung Quốc hoặc có thể sinh vào nước Nhật. Tóm lại, người Tây Phương có thể sinh vào Đông Phương, người Đông Phương có thể sinh vào Tây Phương, đó là hữu tưởng biến hóa. 2. Tất cả thân hữu tưởng biến hóa. 3. Tất cả cõi Phật cũng biến hóa. 4. Tất cả sự cúng dường cũng biến hóa. 5. Tất cả âm thanh cũng biến hóa. 6. Tất cả hạnh nguyện cũng biến hóa. 7. Tất cả sự giáo hóa điều phục chúng sinh cũng biến hóa. 8. Tất cả thành chánh giác đều biến hóa. 9. Tất cả thuyết pháp đều biến hóa. 10. Tất cả sự gia trì đều biến hóa. Đó là 10 pháp biến hóa. Nếu Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được đầy đủ tất cả pháp biến hóa vô thượng. Ở trên là 200 câu trả lời của Bồ Tát Phổ Hiền, trả lời 20 câu hỏi của Bồ Tát Phổ Huệ đã hỏi về thập hạnh, vì hỏi 1 đáp 10 vậy.